Xin chào anh chị Mình Nhan thì để tiếp tục hình ảnh các em tiếp theo thì em có cập nhật cho chị mình chính là hai con trâu ngát cái thơ nha anh chị. Thì đây chính là cái con trâu đầu tiên anh chị. Thì con trâu này thì có trầy ngay cái trán tí nha anh chị. Đó còn về dò cẳng dưới đây thì em kiểm tra thì chân móng hoàn thiện, móng sò. Trâu này thì cái dàn lưng á chị. Cái con trâu này do thì nó bị tật từ nhỏ nha. Nên là cái đóng cái dàn lưng hơi bị gù để em quay gần lại anh chị thấy đâu. Đó lưng gù nha. Đó. Còn về mông đùi thì cậy đuôi hoa thì trâu này thì nó hoàn thiện ha, cũng như phần ăn uống thì gì khỏi lo, tại trâu này trâu hăng đồng ha, bỏ vô là tạp ăn lắm cái gì, bỏ vô là dứt nha. Đó. Còn về chiều cao thì con trâu ngé cái đầu tiên này thì em đo ngay giữa lưng nha, trâu này thì cao tầm khoảng 1 m trâu nha gì, chuẩn trâu nha. Đó. Còn về mặt sát tích thì con trâu này em kiểm tra quan sát thì nó đóng sái rất là nghiêm chỉnh. Trâu này thì nó không có sái hông nha, không có sái là bậy tầm bạ nha anh chuẩn trâu nha. Nó nó chỉ có một cái là lưng hơi gù. Thì à, trâu này á, thì anh chủ nhà anh nuôi á, thì trâu chăn thả như vậy, Nên là giỏi ăn uống nè, chứ lại giờ mình đem về nuôi á thì con trâu này mình đem về nuôi sinh sản vẫn ok nè. và mình à, nuôi ủ thịt cũng được luôn nha, tùy vào anh chị. Còn ở đây là trâu số 2. Cái con trâu số 2 này á, thì à, em kiểm tra mọi thứ á, thì đóng hoàn toàn chuẩn hết nha, không có tật lỗi gì anh chị. Trâu này á, thì à, hồi nãy em đo ngay giữa lưng á thì em cao 1,12 13 trâu nha đó cũng nói chung là cũng trên mét mốt nha gì đó trâu này thì sẽ tích thì cũng nghiêm chỉnh luôn chuẩn trâu và không có xế hông nha bao đẹp trâu nha gì đó thì à, uh, hai con trâu này á, thì đều là trâu đồng và chân thả gì hai con trâu này á, thì uh, anh chị mình đem về nuôi sinh sản ha thì trâu này á, thì nó rất là giỏi ăn nên là anh chị mình đem về nuôi á, là mình có thể mình cắt cỏ vô nhà cho ăn cũng như anh chủ nhà này cho trong máng ăn chị không nè ở hai mình dẫn ra ngoài mình dòng đều được ha đó, trâu này thì trâu đồng thì anh chị khỏi lo về việc ăn uống nha. Bỏ vô là dứt nha anh chị. Đó. Còn về à, giá cả thì à, hai con trâu ngé cái này á, thì anh chủ nhà anh bán là nguyên cặp trâu ngé cái này á. Thì với à, mức giá là 20 triệu nha anh chị. Đó, 20 triệu nha là anh chị mình mua được cái đôi trâu ngé cái này mình đem về chăn nuôi nha. Đó, thì giá thì nói chung là giá này á, thì em đã thương lượng hết giá rồi nha anh chị ha. Và giá này em thấy là rất là... À, phù hợp với nhiều anh chị mình đang muốn nuôi trâu đó vào cái dịp mùa mưa này nha anh chị thì anh chị mình đang xem được cái video này của em á, và mình đang có nhu cầu hoặc ý định mình đang nuôi trâu thời gian lúc này tại vì à, hiện nay thì trời thì cũng đang vào mùa mưa anh chị nên là cỏ rác thì nó mọc nhiều quá nên là anh chị mình cỏ dư á, thì mình đem về chăn nuôi hoặc phần có đất rộng á, thì mình đem về mình nuôi nha anh chị đó thì trâu này giá chỉ có 20 triệu mà hai con nha anh chị hai con chỉ có 20 triệu mà đó bán thì cũng như là giá thịt con trâu nha nên là những anh chị mình đang quan tâm về cái đôi trâu ghé cái này á, thì anh chị mình cứ nhanh tay gọi liên hệ số điện thoại trên hình cho em để mình chốt được hai con trâu này nha à, thì thôi cái đeo này thì em cũng xin kết thúc cũng như là em tạm dừng cái clip này nha anh chị thì à, bây giờ thì em sẽ chạy qua bên kia nữa chị nên là anh chị mình có nhu cầu thì mình mua thì có alo cho em nha rồi bây giờ em chào anh chị mình nha